ui nói thừa, chơi gì chơi nói thừa. Mai đi mua đồ ăn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á, mà mấy mở cháu mình á, là đi lên chợ hoa nha các bạn. Ở đây nè là cháu mình nó đang bán hoa luôn các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn á, cùng theo mình để coi hoa nha các bạn. Của cháu mình bán ở đây nè. Đó, cháu mình nè. Chậu này là nhiêu chậu đồng? 200. 200 ngàn chậu. Cái chậu hoa thiệt là đẹp luôn nè các bạn. Đó, có 200 ngàn chậu thôi các bạn ơi. Các bạn nào ở gần Hòa Thành á, các bạn đi lại ở đây ủng hộ cháu mình với nghe các bạn. Đó, chậu hoa vậy có 200 ngàn à. Ở Hòa Thành Tây Ninh đó nghe các bạn, huyện Hòa Thành Tây Ninh. Ở ngay trang chỗ 102 Trần Phú. 102 Trần Phú á nghe các bạn. Đó, hoa giấy thiệt là đẹp luôn các bạn ơi. Có 200 ngàn chậu thôi, rất là rẻ luôn á, mê quá các bạn. Ủa còn cây mai này sao đâu, cây mai này là sao bán vậy hả? Mình chưa biết giá. Các bạn thấy cây mai này rất là đẹp luôn nha các bạn. Cây mai này thì mình chưa có biết giá. Nếu mà các bạn nào á thích cây mai này thì cứ lại đây đi, rồi ông xã của cháu mình á là thằng cháu rể mình á các bạn. Còn, để cho biết giá nha. Còn cây đằng kia là 40 triệu kìa. Cái cây mai này á các bạn, bông nụ của nó nè, rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Ôi thấy mê luôn. Ôi nụ đặc nghẹt luôn nè các bạn. Ôi bông nè. Mê chưa các bạn ơi? Cây mai mê quá à. Rất là nhiều nụ luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi mình sẽ đi vòng vòng ở đây mình coi nữa nghe các bạn. Đó. Cái này là cháu của mình đó nè các bạn. Đó, đi lên trên đây bán phụ mẹ. Đi bán bông phụ mẹ. Đó con. À, mới tập đi à, chưa có buông cái chậu ra được. còn đi dịnh cái chậu đi chứ chưa có buông ra được. Ồ, con nó lên clip mấy lần rồi đó ông bà ơi. Nó đi lại mua phụ con với ông bà ơi, đi mua qua phụ con nha. Đù bà Sáu. Ồ, đi con dịnh cái chậu đang con đi ở đây, bà Sáu đi quay nha. Ồ, rồi giỏi quá. Dành cái chậu đi được không? À, các bạn ơi, đó cái mai nè, quá nhiều mai luôn. Mai này để trưng bàn á các bạn, nhiều nụ lắm các bạn. Mai này nhiêu một chậu chứ đâu? 330. Mai này 330 chậu. Ôi rất là nhiều nụ luôn các bạn. Ôi. Nó dịnh theo sáo, nó bò nó đi. Trời ơi. Đông ơi, dịnh nó Đông ơi, cho nó đi gọi là cái chậu này nè, nắm cái chậu đi con. Rồi. Bà Sáu đi quay cái. À, hai thím cháu, hai mợ cháu đi bắn bông nè các bạn. Các bạn ơi đi lại đây ủng hộ mợ cháu mình đi các bạn ơi. Hôm nay là 27 Tết rồi các bạn. Ôi ôi, thấy mê không các bạn? Hồi nãy con nói đường này là đường gì? 102 đường Trần Phú. Ở đây là đường 102 đường Trần Phú nha các bạn. Địa chỉ là 102 đường Trần Phú. Địa chỉ là 102 đường Trần Phú nha các bạn, ở huyện Hòa Thành. Các bạn nào ở gần đây đi lại ủng hộ mợ cháu mình nha. Nay là 27 Tết rồi. Đó, bông rất là đẹp nha các bạn.
lồng đèn bị rớt hết cái rồi nè các bạn, gắn vô các bạn ơi. Cây mai rất là đẹp luôn các bạn. Bông với mình nha. Đó. Quả giấy rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đồng còn dưới đó. Trời ơi, cái chậu bông nè các bạn. Đó. Cái chậu này hình như là 3 màu luôn. 5 màu. Thêm lá nữa là 6 màu. Điểm này. Tính luôn cái lá luôn. Quá trời nhiều màu luôn các bạn. Cam nè, hồng nè, hồng đậm nè, trắng nè. Mình đang lạc vào vườn hoa nha các bạn. Bữa nay mình đi chợ hoa. Rất là nhiều bông luôn các bạn ơi. Còn cây đó ai lấy em xin mảo giá trước 40 thôi. Cây mai bự á các bạn. Đó, cây mai bự bên đó các bạn. Siêu nụ, siêu đẹp. Quá trời bự luôn á. Cây bên đó gốc rất là đẹp. Bữa nay mình ở đây là mình bán bông phụ với cháu mình luôn nha các bạn. Ở đây rất là vui luôn các bạn ơi. Đó. Cả gia đình mình đi lên bán bông. Nha em, mình tính tốt đẳng luôn các bạn. Bọn này cháu của mình. Đó, gia đình mình không các bạn. Mai quá trời nụ luôn các bạn ơi. Trời ơi nụ. Em mê hả? Mày ôi. Vàng mai luôn. Chết luôn có ao vô hoài à. Hai Miểu. Con đi bán bông hả? Hả con? Ồ con đi bán bông phụ mẹ với bà Sáu. Ủa. Hai chỗ với thương vẫn ngoan hoài luôn. Nè nè bớt không? Chậu dây nè mà chơi. Cái chậu bông này các bạn, bông nào bông nấy bự rất là bự luôn các bạn. Rất là bự luôn. Bông của cháu mình nè các bạn. Bữa nay mình đi lên đây bán phụ cháu mình nha các bạn. Quá nhiều bông luôn các bạn ơi. Ồ cái bông.
cái màu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vậy nè, sao con thích cái chậu đó đó hả? Đây kìa, cái gì? Cây cao á, con lựa cái cây cao, mẹ kêu lựa cây cao á. Cao hả? Cây bên này nè. Thôi cây cao nè, tập hai cây cao nè. Cái cây bông mà nó đến không tới cái bông luôn, nó lùn hơn cái bông luôn, lùn hơn cái bông nhãn thọ luôn. Đây cái này hả? Hả? Ừ, mẹ kêu lựa cái đó đó. Thái lùn đẹp hơn. Đúng rồi, cái chậu trong đó thì đẹp hơn. Các bạn ơi, buổi chia sẻ đi chợ qua đến đây cũng đã dài rồi. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.